đây là buổi sáng đầu tiên của mình ở tại Bangkok, Thái Lan. Và sáng nay tụi mình sẽ dậy để đi thưởng thức một cái món rất là đặc biệt, có tuổi đời hơn 50 năm. Và trong suốt 50 năm này thì người ta vẫn giữ nguyên cái nồi nước lèo nha mọi người, không có đổ đi. Và bây giờ mời mọi người cùng mình đi ha. Và từ nhà mình đi đến đó thì di chuyển khoảng 4,5 cây số. Buổi sáng còn dư rất là nhiều thời gian, tại vì 9 giờ thì quán mới bắt đầu mở cửa, nên là bây giờ mình sẽ đi bộ ra ga tàu và sau đó bắt tàu đi đến đó, thì giá sẽ rẻ hơn, chắc khoảng tầm 15-20 nghìn một người thôi. Nếu mà mọi người đi taxi á, đi phone á, thì tầm 40 nghìn. Cùng mình đi nha. Và ngày hôm nay thì mình sẽ khám phá rất là nhiều địa điểm trong chuyến đi lần này. Thì thông thường mình thấy mọi người sẽ chọn thưởng thức ẩm thực ở trong các trung tâm thương mại. Nó vừa ngon, là vừa rẻ và tiện nữa, vì mọi người vào một khu thì có thể là lựa chọn rất là nhiều món. Nhưng mà riêng với chuyến đi lần này, mình sẽ tập trung ở các quán local friend, những quán mà có tuổi đời rất là lâu ở Bangkok. Cùng mình khám phá ẩm thực Bangkok nha. Mình đã tới ga tàu Onut, và đi di chuyển bằng tàu ở Thái Lan thì rất là đơn giản với mọi người. Nhưng mà những bạn mà đi lần đầu mình sợ thì mình cứ đi như cách hướng dẫn mà hôm qua mình đã hướng dẫn cho mọi người. Sau đó mọi người đi một lần thôi thì sẽ quen, nó rất là đơn giản. Và bây giờ chúng ta sẽ di chuyển tới cái quán mà mình đã giới thiệu với mọi người lúc nãy ha. Bây giờ là mình vẫn đang trên hành trình để đi tìm cái quán ăn đó mọi người. Khi mà mình tìm trên Google á, thì nó để một đường thẳng, Google Maps thì nó sẽ để một đường thẳng luôn. Mình nghĩ là mình sẽ ngồi tàu đến đó, nhưng mà thật ra là mọi người phải đi thêm một tuyến xe buýt nữa. Vì mình cũng có khá là nhiều thời gian rảnh, nên là mình sẽ trải nghiệm hết tất cả các phương tiện ở Bangkok luôn, chứ là không có đi Grab hay là taxi thì nó sẽ nhanh hơn á. Và nếu mà mọi người muốn nhanh mà rẻ thì đi port á, nó sẽ rẻ hơn là đi tàu điện nha mọi người. Tại vì lúc đầu mình nghĩ là đi một mạch tới đây luôn, thì tầm khoảng 25 ngàn, 25 bạc cho một người. Nhưng mà thật ra là 25 bạc rồi mình chỉ đi một đoạn thôi. Bây giờ còn cách cái điểm đến của mình tới 1,8 cây số lận, nên là mình phải đi xe buýt một lần nữa. Trong khi mọi người đặt port á, thì thì giá chỉ có 40 bạc là đã đi tới nơi rồi. Ok, chúng ta sẽ có thể là cân nhắc chi phí khi mà lựa chọn phương tiện ở Bangkok. Và bây giờ thì mình sẽ tiếp tục chờ xe buýt. Thank you.
fried rice with your spoon. Yeah. Flat. And fried rice soup. Do you have something to drink? Okay. Cái này là gì? Trà hoa cúc, nước nhãn, hoa hồng. Nước nhãn là một cái nước nhãn. Logan juice. And trà. Cái này là gì trời? Thạch chơm chơm. Một cái đầu tiên trên bàn chúng ta sẽ có giấm gừng hả? Giấm gừng, tỏi, ớt, xả gì đó. Ok, để lại. Đây là tiêu trắng, tiêu xay, bột ớt, organic. Tiếng Thái là thằng nào? Wakana là gì? Tâm. Đũa ở đây cũng rất là đa dạng. Rất là nhiều loại đũa. Đây thử. Thịt gà chấm. Bây giờ mình sẽ nếm thử cái này. Cái hỗn hợp giống như là ớt cay hồi tối mình ăn trong cái nước sườn á. Rồi mình sẽ cho thêm ớt vô. Tiêu. Đây. Kiểu như là nước mắm tiêu vậy. Ôi muối tiêu. Không, nó là tiêu trắng thôi à. Nè. Mình sẽ cho thêm tiêu vô đây. Ok. Đó, nhìn ở đây thì mình sẽ có là thịt bò, giống như là thịt bò tái vậy mọi người. Rồi đây là gân bò. Bò viên. Đó, gân bò. Thịt rất là nhiều. Ăn thử nha. Chứ cái lượng mì thì nó rất là ít nha. Đây, quay trọn cái sợi bánh phở này cho mọi người xem. Đó, nó là giống như là hủ tiếu to, cộng hủ tiếu to ở mấy cái quán mì tàu mình hay ăn ở Việt Nam mọi người. Rất là đậm đà. Nước rất là đậm đà luôn mọi người. Mà từ nãy tới giờ là mình, tại vì mang ra thì mình chụp hình á, nên là nước nó có hơi nguội rồi, mình không biết là lúc mang ra thì có nóng không. Nhưng mà mọi người nhìn thấy cái nồi ở bên ngoài á, là nó đã sôi liên tục như vậy trong suốt 50 năm, hơn 50 năm rồi chứ. Bây giờ mình sẽ ăn thử thịt nha. Đây là thịt gân bò, chấm cùng với nước chấm. Nước chấm này lúc nãy mình tự pha mọi người. Rất là ngon. Nó mềm lắm. Khi mà mình ăn giống như là nó tan ra trong miệng vậy đó. Đây là phần cơm của mình. Rồi bây giờ tiếp tục làm nhiệm vụ chụp hình. Đây là phần cơm chiên mình mới gọi ra nè mọi người. Đợi cũng rất là lâu nha mới có cơm chiên này á. Theo mắt thường mình nhìn thấy á, thì cơm nó, các hạt nó không có tơi ra, nó hơi mềm á. Kiểu nhìn mắt thôi á, là mình sẽ thấy nó hơi nhão. Nhưng mà không biết ăn vị như thế nào. Cơm chiên thì mình thấy là có tôm nè, cà chua. Và ở đây đặc biệt menu là không có bảng giá, nên là mình cũng không biết cái dĩa này là bao nhiêu. Tí nữa để xem tính tiền thế nào ha. Thấy rất có rất là nhiều trứng luôn. Rồi, ở đây có một nó
dắt chanh thôi, mình sẽ dắt chanh thôi. Bây giờ em thử cơm nha, trước khi chan gia vị. Mà thật ra gia vị thường cơm chiên chúng ta sẽ ăn với nước tương đúng không? Nhưng mà ở đây là chỉ có nước mắm thôi. Sang tới đây nhưng mà vẫn thấy nước mắm quê nhà mọi người. Jinsu vươn tầm thế giới. Cơm chiên thì mình thấy có vị ngọt. Vị ngọt, thơm dầu mè. Nhưng mà nó hơi lạc, nếu mà ăn cùng với nước tương thì sẽ ngon hơn. Nhưng mà ở đây thì người ta không có ăn nước tương, nhập gia thì tùy tục. Ok, rồi quay trở lại với lại cái món hủ tiếu của chúng ta. Bây giờ mình sẽ ăn thử bò viên. Bò viên là mình cực kỳ thích luôn mọi người. Trời ơi, mình đi đâu mình cũng ăn bò viên, mình có thể ăn chắc một nửa ký bò viên luôn á. Bò viên thuộc dạng mềm, nó có nhiều thịt đó, chứ nó không có gân nhiều, nên là khi mà ăn á, chúng ta sẽ không cảm nhận được cái độ giòn sực sực. Với lại mình ăn bò viên mình cũng không có cảm nhận rõ cái mùi bò lắm, nhưng mà nước lèo thì rất là ngon. Vậy là mình đã thử thức sau một cái món đầu tiên trong buổi sáng ngày hôm nay. Nắng quá mọi người, xin lỗi mọi người nha. Trong buổi sáng ngày hôm nay, đó, đây là cái quán mà có nồi nước lèo lâu nhất ở Thái Lan. Và bây giờ tiếp tục mình sẽ di chuyển tới cung điện Hoàng gia. Thì khi mà mình check ở trên phone đó mọi người, giá là khoảng 234 baht bạc khi mà mình đi tới đó. Vì vậy mình sẽ đi xe buýt để tiết kiệm chỉ khoảng 10 baht thôi. Ok, let's go. Mình bắt đầu rất là thích đi xe buýt ở Bangkok rồi đó mọi người. Vì xe chạy rất là thoáng, rất là nhanh, và đặc biệt là mở cửa sổ nên là mọi người dễ dàng ngắm cảnh này, cũng như là hít được cái gió trời. Bây giờ thì ở Thái Lan nhiệt độ rất là nóng, chắc là khoảng là 35 độ á. Vì vậy mình nghĩ bus là một lựa chọn mọi người nên trải nghiệm khi mà tới Thái Lan trong những cái dịp mà mùa nóng như thế này. Song Rang là ngày Tết cổ truyền của người dân Thái Lan để ăn mừng năm mới theo Phật lịch và thường rơi vào ngày 13 đến ngày 15 tháng 4 dương lịch hàng năm.
Cũng giống như Tết Nguyên Đán của người Việt chúng ta, người dân Thái Lan dịp này sẽ trở về quê để quây quần bên gia đình, người thân, cùng nhau thực hiện các nghi lễ tôn giáo cũng như các nghi lễ truyền thống để bày tỏ lòng thành kính đối với ông bà, tổ tiên. Các thành viên trong gia đình người Thái sẽ cùng nhau đi chùa, cúng dường, thực hiện nghi thức tắm Phật và phóng sinh các loại vật như là cá, chim hay là rùa để cầu may mắn, phúc lộc cho năm mới. Đặc biệt các con cháu sẽ làm lễ rửa tay bằng cách rưới nước thơm từ hoa hồng hay là hoa nhài lên tay, chân của những người có vài vế cao hơn trong gia đình. Họ cũng bôi bột mì lên mặt để tránh những điều không may mắn trong năm mới. Nghi thức tắm Phật bắt nguồn từ một truyền thuyết kể chuyện Phật Thích Ca giáng trần. Tương truyền khi Phật đản sinh có 9 con rồng tới phun nước tắm cho Đức Phật. Cùng với con rồng có các vị thần tiên rưới các loại hương hoa xuống cúng đường Đức Phật. Nghi thức đó được các Phật tử cung kính thực hành. Và ngày lễ tắm Phật đầu năm cũng là dịp để các Phật tử xét lại thân tâm mình, cầu mong một năm mới nhiều may mắn và an lành sẽ đến. Ở Thái Lan vào những ngày này, các ngôi chùa đều được trang trí với hoa và cờ từ sớm. Các bức tượng Phật được đặt ngoài hiên trong bồn nước hương với những đóa hoa buồn hay là hoa phong lan trang trí trên bình tượng và dưới chân. Các cội bồ đề và các vị hộ pháp cũng được trang trí bằng hoa. Sau nghi lễ dâng hương trong chùa, ai cũng thành tâm tưới nước thơm hay là nước tinh khiết lau chùi tượng Phật, tỏ lòng thành kính và cầu may mắn cho năm mới. Bạn có thể là mang theo sẵn những lọ nước ở nhà nè, hoặc là mua nước hương ngay tại chùa luôn. Nghi thức tắm Phật giản đơn nhưng mà lại rất là thành kính. Phật tử xếp hàng lần lượt đến trước tượng, cúi lạy để tỏ lòng thành kính, rồi cầm chiếc gáo nhỏ múc nước hương thơm rưới lên tượng Phật. Ba gáo nước tắm Phật là lúc gột rửa cho ba ác nghiệp của bản thân trong hành động, lời nói và ý nghĩ. Khi tắm Phật cũng là lúc thành tâm nhất. Thank you.
ơi, bên kia nó đang phun nước kìa. Không ra đây mà. Dạ không ra đây cái đà vô. Đâu lên. Đây thì lẻ rồi. Không phải sao là cái đó. Tiếp đây rồi. Đang rồi đó. Và sau ngày tắm phận là khoảng thời gian sôi động nhất của ngày Tết, khi mà người dân tạm quên đi những lo toan hàng ngày và cùng nhau xuống đường đón năm mới. Người Thái quan niệm rằng tạt nước nhằm xóa đi những xui xẻo, mệt mỏi của năm cũ để đón một năm mới tươi đẹp hơn. Ai càng bị tạt nhiều nước thì sẽ càng gặp nhiều may mắn. Và bây giờ thì mình đang đi đến khu phố Tây Khao San, là một trong những khu phố sầm uất nhất, diễn ra lễ hội té nước rất là sôi động ở Bangkok. Bây giờ mời mọi người cùng tham gia nha, để có thể là hòa nhịp cùng với cái không khí này. Đầu tiên chúng ta phải trang bị những cái vật dụng như là xô, súng nước để có thể là sẵn sàng chiến đấu. Và bây giờ mời mọi người cùng mình nhập cuộc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.